vậy? Mình mua. Mua 50 ngàn tổng. Ủa là ủa ai bán? Ngoài nữa bán. Ngoài nữa còn hai bà cháu nó rìa lên bán. À vậy á hả? Ủa sao có tấm hình này hay dữ vậy trời? Đẹp chưa? Mà nghe nó đẹp lắm trời. Chắc đẹp mà quay trong bàn thấy không đẹp. Mua đẹp như xưa lắm. Chùa đi nó thay dài. Mua tấm. Mua muốn quay để ra đây còn mới còn đây chứ hông. Ở đâu ở đâu bán vậy chị? Đi lên quay đi quay chùa Ngọc Hô vô lần. Mà bây giờ mình cũng đi cũng được với chị chứ không phải kia. Không được chứ hồi tầng hết trơn rồi. Này chứ không đi ngang lại hay. Chứ không qua khỏi cái sân là chỉ có ai mà phục từ đi theo theo ông là công an cho đi coi xe máy nó tuyệt rồi không có một kiểu muốn đi theo hết phải cua về lại đường thiên mù mới lên đây đó không cho đi vô thế không chứ cho xe máy đi vô làm đi khi trưa chứ đó từ cái mới buồn cái trưa chứ mà cái trên cái cầu Nguyễn Tuân này nó cũng nhiều lắm không chị đấy ôi đã quá cái trên cái cầu Nguyễn Tuân này nè là mình đi từ bên Lào từ từ bên đây qua Huế mà cái khúc mà quẹo quẹo xuống á cái đường này á là không chân thiệt đó ra đường một biểu đứng ngay cái bài xe đó là nhìn thấy là đỏ vàng luôn con đứng ngay lên cách nhìn thấy được đứa nào chỗ nào đình đình thôi lên thôi lên thôi lên đừng cái tương đấy hả không chạy không cộng thôi mà giờ ông có mang con đây ông vô lên chứ ông con qua tự hà ăn uống ngoài đi này sao không bận á cái sao không ông người đi lâu nghỉ đi chỗ cái nghề cao mới đúng không ấy là nghề cao phải là buồn là một là một cái nghề cao quá nhận một ngày là bốn trăm trăm triệu đâu là ba giờ đâu ông xong bà về công an là ba giờ đi sắp đâu khởi hành uống là cho bá giờ bao nhiêu tới cái sáng buồn là buồn cho đủ á không có đừng nhớ thăm gì còn đừng phạt cái sáng rồi cái tấm này là 50 ngàn bây giờ cái tấm này á là một tấm vậy là 50 ngàn nè ủa chị bán luôn hả à tấm này anh mua 50 ngàn ở trên kia là của người ta đem từ Huế xuống á không chị wow cái tấm của thầy Thích Minh Tuệ chị đừng mua đấy dạ mua cái sáng em gửi lại chị ai ai cũng xin chụp tấm hết trơn á bên ngoài ông đẹp lắm ông đẹp lắm ông cười từ nhiều dạ, dạ, dạ. Ông cười từ nhiều lắm cười đi không nhiều chứ tuổi nhỉ ông thay bộ là thay bộ lên chỗ nghĩa trang của Vĩnh Hằng là lên cái khúc cái câu đi bộ đoàn này nên nhau ăn đi đâu mà chơi ngủ này chơi ngủ mãi chơi bộ đó qua sắp xếp hết dạ chứ cũng an toàn cho thầy bộ là công an sắp xếp hết chứ là công an Hương Trà là làm tới ngán đấy cô Tương là giao là chứ Hương Thủy Minh này là Hương Thủy Minh làm này công an mình chúng là công an nữ gọ này na nữ là hái mấy con mình xé là đi lui loa đi tới loa nó mà khó hè họ đưa bông lên đây nó đưa khó áp bô bỏ này mẹ em nó ngồi sạc lên đưa nó tao nhìn thầy làm nghế luôn nhìn mà ứa đi theo ứa đi theo con thầy Minh Tuệ thầy Minh Tàng á thương rồi con thầy chị Kim đó thầy chị ca đó thì cái thầy mà 20 tuổi mở cho lái ra nữa 23 20 thầy đẹp trai thì chưa lắm 23 là thầy đang đặng thầy đẹp đấy 20 thầy cho lái 20 thầy khác tại mốt rồi chứ điểm ba tuổi con Tương Minh là không biết em nói là nếu mà cập lực là chưa tắt cũng đi đâu tại con Tương vì cái con âm cũng chuẩn bị hiểu với thầy gã cô duyên là thầy lên con âm đấy con âm còn thấy chưa thầy thêm đó thầy nói thầy bao giờ thầy cái thầy nữa thầy ngủ còn chưa rồi chứ mà nếu mà thầy vô đây là thầy ghẻ nghĩa trang Bình Hằng đây này mà chứ dạ. Nói chung là ngủ ngoài là công an sắp xếp chỗ hết chứ không có tự chọn mà thầy ủa tôi cứ tưởng là thầy đi tới đâu là thầy chọn chỗ để thầy nghỉ á công an chọn nghĩa trang để chọn cái ba liệt sĩ liệt đô để cho thầy ủa vậy là công an dẫn thầy đi luôn hả chị công an là đi hạ suốt luôn tôi anh mới ngồi chứ trời mai tôi sửa anh nắng được người sợ được người em này em lại hẹn chị lui cho tới mà còn lại anh rồi thầy xuất phạt chứ là 3 giờ là thầy xuất phạt dạ. Đúng là 3 giờ luôn vì thầy bảo là công an là 3 giờ thầy ra là đúng 3 giờ thầy lên thầy ở con người đang ngoài ra cái sáng là chưa thấy việc rồi mới đi theo hả lớp lai Huế Minh dạ. Sáng hèn chi đi vậy cũng bức xúc quá trời. Giờ mình đi đâu?